Xin chào các bạn, hôm nay phachiêu.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp hai cái túi Natural 2 L với đúp 180 lại với nhau để thành một cái túi đôi giống như mình đang để sẵn đây cho các bạn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy hai cái túi để chồng lên nhau. Đấy. Và nếu mà tốt hơn đó, hiện tại mình đang để hai màu là màu xanh với lại màu cam cho nó nổi bật để các bạn dễ hình dung. Và thứ hai á, là các bạn nhớ lấy á, là một cái túi lép, có nghĩa là cái khóa của nó lép, và một cái á, là right, thì nó mới ráp lại được với nhau nha các bạn. Đấy. Tiếp theo, cái thứ ba là về nguyên tắc của mình đó. Các bạn hình dung khi mà một cái túi đơn là nó sẽ kéo khóa như thế này để gặp lại với nhau. Đấy, cái túi dưới cũng vậy. Thì bây giờ á, về nguyên tắc thì mình sẽ là gỡ cái đường ở trên này của cái túi đơn này để ráp với cái ổ khóa của cái túi bên dưới này, thì nó sẽ làm thành hai cái đường khóa hai bên hông như thế này, thì bỗng dưng nó sẽ trở thành cái túi đôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết nha, mấu chốt là ở chỗ này thôi. Này, các bạn sẽ để hai cái khóa này sát với nhau nha, thì nó sẽ có một cái đường rãnh ở đây, và thiết kế của nó rất là thông minh để mình gỡ ra được nè các bạn. Đấy, rất đơn giản luôn. Ok, và bên dưới mình sẽ làm tương tự, nhưng mà nhớ làm hướng ngược lại nhé. Cái bên này mình đang là có cái đường ray thôi chứ không có cái ổ khóa đúng không? Thì bên này mình sẽ giữ nó lại, mình gỡ cái đường ray này ra. Đấy là sẽ hai bên này có ổ khóa và có đường ray, mình ráp lại với nhau. Này, mình sẽ giăng nó ra cho các bạn dễ thấy nha. Đây cái đường rãnh nhỏ này các bạn thấy không? Đường rãnh nhỏ này. Bây giờ mình sẽ ráp cái này lại. Nhớ giữ hai cái đường rãnh nó sát nhau nhé, thì nó mới dễ kéo được nha các bạn. Kéo lên rồi ok, khi cái đường này nó đã bằng nhau như này là được nha. Tương tự bên này thì cái rãnh ở dưới á, mình sẽ gắn vào đây. Đây mình này, các bạn nhìn thấy cái rãnh nhỏ này không? Đấy. Gắn vào đây. Rồi, kéo nó lên, mạnh tay một xíu không sao đâu. Đấy. Rồi, kéo xịt lên một xíu ha là được nhá. Rồi bây giờ mình sẽ kéo qua cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy, các bạn hình dung rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ giăng ra nè. Đấy, tương tự bên này mình sẽ kéo nha. Tương tự bên này các bạn cái kéo tương tự như cái bên kia này, xịt cái này xuống một xíu nha. Đấy. Nhớ như nãy mình nói các bạn là để cái đường này nó lồi lên trước nè. Rồi mình kéo qua ha. Rồi cứ như thế mà các bạn sẽ kéo hết cái túi này lên, kéo lên trên kia. Thì các bạn sẽ được thành một túi đôi ha. Rồi bây giờ là thế nào, mình khi mà mình không dùng nữa, mình gỡ ra thì các bạn làm nguyên tắc y chang như cũ. Là các bạn kéo nó ra, để nó sát lại với nhau. Xong rồi bên này nếu các bạn gỡ cái ở trên ra nè, gỡ cái đường ray ở trên ra, gỡ đường ray ở trên ra, thì cái bên này á, các bạn sẽ gỡ đường ray ở dưới ra, giữ ổ khóa ở trên lại, nhớ để sát lại với nhau nhé. Đấy, gỡ cái đường ở dưới ra, đấy là nó lại như cũ rồi các bạn. Xong mình lại ráp cái đường, đây mình ráp cái đường ray này với chính cái túi của nó. Đấy, kéo mạnh tay lên một xíu, dư ra một tí là xong. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thắc mắc gì thêm thì hãy đến với phachiêu.com để tụi mình tư vấn thôi cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn.